Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Tòa án Family Choice Health Network. Tòa án Family Choice Health Network là một tòa án y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất và vững bền nhất trong quận Cam. Hiện nay đang phục vụ hơn 70.000 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima, Medi-Cal, OneCare và những chương trình Medicare Advantage giống như Blue Shield, Brand New Day, Central Health và bắt đầu từ 2018, chương trình Liên bang Family Choice ACO và Chronic Care Management. Chương trình này là chương trình cho mấy người đi tự do mà bị bệnh kinh niên. Nếu quý vị muốn học hỏi thêm, xin quý vị lên mạng lưới. Bữa nay một lần nữa tôi rất là vui có bác sĩ Amy. Kính chào bác sĩ Amy. Cảm ơn bác sĩ Dylan. Cảm ơn quý vị để gặp một lần nữa. Dạ. Bữa nay cái đề tài mình sẽ nói tiếp tục nói về cái lỗ tai. Tuần trước mình có nói về cái lỗ tai, mình quên một chuyện, đó là bác sĩ Amy nhắc tôi đó là quý vị nhớ là cái Q-tip đó mà có bị earwax á, mà mình cứ dùng cái earwax mình dùng đó thì mình cứ tiếp tục mình đâm nó sâu đầy, vô đầy vào cái giấy tai. Cái giấy tai, thành ra đừng có dùng cái Q-tip. Bữa nay mình sẽ nói về mấy cái người mà hơn 65 tuổi mà bắt đầu khó nghe ha. Xin hỏi bác sĩ Amy đó là số nhất đó là nó có hai loại. Khó nghe, mất nghe chứ, hearing loss đó. Xin bác sĩ Amy cắt nghĩa hai cái khác nhau làm sao? Yeah, so cái khi mà mất cái thính giác nó có hai cái loại. So một cái loại nó gọi là conductive. So có thể giống như cái giấy tai nó che cái màng nhĩ, hay là cái màng nhĩ nó lủng, hay là mấy cái xương của cái tai trong nó bị gãy, hay là nó dính vào nhau. So nó giống như cái di truyền mà nó đi qua cái tai, nó không có làm việc được, and so cái tiếng ở bên ngoài nó không có vào bên trong được, nó gọi là conductive. Cái số 2 là gọi là sensory neural hearing loss, cái đó nhiều người bị hơn. So cái đó là khi mà cái dây thần kinh nó bắt đầu nó yếu. So nhiều người mà lớn tuổi, hay là nhiều người mà gần mấy cái tiếng lớn, có giống như family history, so người trong gia đình mà có vấn đề về tai, hay là bị nhiều cái nhiễm trùng tai hồi nhỏ, có thể bị cái đó. And so khi mà bắt đầu cảm thấy là mất cái thính giác, cái first step là làm nó gọi là cái audiogram, so thử cái tai, and khi mà đến một bác sĩ gọi là audiologist, họ sẽ thử cái tai, thử cái dây thần kinh với cái áp suất ở trong cái tai, mấy cái xương, coi cái tai để coi nếu mà có giấy tai hay là lủng cái màng nhĩ. And then họ có cái report để coi là cái level của cái mất cái thính giác là nặng hay là nó nhẹ. Dạ, cái đó trước khi đó cái đó phải gửi cho bác sĩ Amy, xem bác sĩ Amy gửi cho người audiologist, hay là mình gửi thẳng audiologist? Yeah, có thể gửi thẳng, hay là nếu mà có vấn đề mà bác sĩ gia đình coi cái tai mà thấy là ok, maybe lủng cái màng nhĩ, hay là nó có something xẹo, hay là giấy tai, nên gửi đến bác sĩ ENT để bác sĩ ENT coi trước. Yeah. Nên bác sĩ ENT có thể chuyển vào cái người mà đo tai. Yeah. Đa số mấy người bác sĩ gia đình giống như tôi thì tôi có cái máy đặng nó đo coi mình có bị mất cái hearing loss hay không. Thì nếu mà tôi đo mà tôi thấy nó xuống nhiều đó thì thường thường tôi sẽ gửi cho bác sĩ Amy làm. Xin bác sĩ Amy cắt nghĩa một tí về cái búa, Mỹ nó gọi là cái búa, the hammer, với lại cái drum. Là tại cái này đó nó tạo ra một cái chuyện rất là khó chịu mà rất nhiều người bị là ù tai. Xong tí nữa mình sẽ nói thêm về cái mất hearing loss, nhưng mà muốn hỏi một tí về cái ù tai tại cái hammer nó cứ đánh ngoài đó. Yeah, so cái ù tai nó có rất là nhiều nguyên nhân mà mấy người mà bị mất cái thính giác, vì cái dây thần kinh nó giống như cái óc nó hơi bị confused, nó không có nghe mấy cái tiếng mà bình thường nó nghe. So cái đó nó làm cho cái tiếng mới, and so cái tiếng đó nó giống như ve kêu hay là chuông kêu. Mà số 2 là nếu mà hơi bị áp suất ở trong cái tai trong, giống như bị dị ứng mũi, hay là đi trên máy bay, hay là even mấy người mà bị stress, cái bắp thịt nó hơi cứng một chút, khi mà cái áp suất nó đi lên, nó làm cho nó giống như cái đập tim, hay là cái chỗ mà cái
mà nhĩ với cái xương nó nối vào nhau, nó làm cho nó đập nhiều hơn, and so nó gây ra cái loại đó. Mà cũng mấy cái thuốc có thể làm cho cái này giấy tai, mấy cái mà infections, nhiễm trùng cũng có thể gây ra cái ủ tai. Dạ, yeah. Trong cái lỗ tai của mình nó có mấy cái vòng nước phải không? Uh-huh. Mấy cái vòng nước đó mà nó bị một cái sạn muối đó, thì nó cũng làm chống mạch luôn, phải không? Yeah, so cái đó nó tai trong. So cái tai nó có ba cái chỗ, bên ngoài, bên giữa, and bên trong. And bên trong nó có cái chỗ nó gọi là cái semicircular canals với cái cochlea. Cái đó nó làm cái lượng mà nghe, and also cái cân bằng ở trong cái người. And so mấy cái sạn đó, nó khi mà bị sưng hay là bị té, trauma, nhiễm trùng, cái đó nó có thể làm cho mấy cái sạn đó nó giống như nó vận động, nó move nhiều quá, đi ra khỏi cái semicircular canal, cái đó nó gây ra cái positional vertigo, cái chóng mặt. Yeah. Cái đó thì có thể tới bác sĩ gia đình sẽ chỉ mấy cái cách đặng mình đưa mình ngồi xuống, nằm xuống, đưa qua đưa lại, đặng hy vọng mình lắc cái đằng cái cục đó nó rớt xuống tới cái chỗ mà nó rộng hơn. Yeah, nó giống như nó đi về lại. Nó đi về lại cái chỗ mà nó cái chỗ mà nó rộng hơn. Tại thường thường nó dính trong cái vòng nước, nó có một mấy cái chỗ mà nó rất nhỏ. Nếu mà nó dính ở chỗ đó đó thì nó làm cho mặt lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Ok, thì trở lại về cái có nhiều người bệnh nhân của tôi đó, họ lớn tuổi nhưng mà họ rất là họ nghe không nghe được nhưng mà họ không muốn mang cái máy hearing aid. Bác sĩ Amy cắt nghĩa cho họ cái đó hơi nguy hiểm. Số nhất là mình ra ngoài đường mình không nghe được, có thể bị đụng xe, và nó mà càng ngày nó càng tệ nếu mà mình không có dùng cái máy đó. Không, tại rất nhiều người họ nói ôi mất công quá. Yeah, nhiều người không có thích because cái máy nó obviously nó không có phải natural, nó không có 100%, nó giống như hồi trước, and so cái tiếng nó hơi rè rè một chút. Mà bác sĩ Dylan nói đúng, so nếu mà cái lượng mà nghe mà nó thấp quá, nó có thể nó hơi nguy hiểm nếu mà không có nghe mấy cái tiếng ở bên ngoài, so giống như khi mà lái xe hay là cái fire engine, mấy cái đó. And then nó also phiền because usually cái gia đình của mấy người đó họ complain hay là họ nói là phải la hay là nó cái máy trợ thính nó có thể nó giúp đỡ với cái communication với cái gia đình. Dạ, với lại bây giờ mấy cái máy đó nó tối tân hơn phải không? Nó nhỏ hơn mà nó không có bự như hồi xưa. Nó có rất là nhiều loại mà nó depend on cái loại mà mất cái thính giác, cái hearing loss. Thì đa số đó thì sau khi mà gửi cho bác sĩ Amy thì mà mình muốn mang cái hearing loss đó thì phải gửi cho một cái hãng. Yeah. Xong rồi họ lo cái đó ha. Yeah, cái audiologist, so họ sẽ thử cái tai, đo tai, and nếu mà họ thấy là ok, nó bắt đầu khoảng, nó gọi là moderate to severe hay là severe to profound, họ sẽ làm cái máy trợ thính. Yeah. Mình có một thời giờ để hỏi một câu hỏi nữa. Có rất nhiều người họ bị nhiễm trùng mấy cái sinus, tiếng Việt Nam nói sinus là xoan. Từ cái sinus đó, và lỗ mũi nó có thể ảnh hưởng qua cái tai nữa. Xin bác sĩ Amy cắt nghĩa một tí về cái đó. So đằng sau cái mũi nó có một cái ống, nó gọi là cái Eustachian tube. Cái đó nó nối cái tai trong với cái tai giữa với cái đằng sau của cái mũi. So khi mà hơi bị dị ứng nhiều, sưng cái xoang mũi, viêm xoang nhiều, cái đó nó làm cho cái ống đó nó sometimes nó hơi nhỏ xuống một chút, and so cái áp suất với nước nó có thể nó ở lại ở trong cái tai. And so nhiều trẻ em bị cái này because cái ống đó nó nhỏ hơn, hay là khi mà đi trên máy bay nó bị ù hơn because cái áp suất, cái pressure nó ở lại ở trong cái tai. Oh, ok. Mấy người đó có nên dùng cái máy saline rửa không? Yeah, so máy saline rửa hay là mấy cái thuốc giống như Flonase để làm cho nó giảm cái sưng, hay là even ngậm Singom hay là open cái miệng một chút because cái đó nó làm cho cái ống đó nó hơi mở ra. Dạ, bác sĩ Amy nói rất là hay. Có nhiều người đó mình chỉ cần nhai Singom đó là nó sẽ mở cái đó ra. Giống như là mình đi máy bay đó, mà mình bị ưu tai, mình nhai Singom đó thì nó sẽ nó mở ra. Rất rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ Amy. Cảm ơn bác sĩ Dylan, cảm ơn quý vị. Yeah.
Cảm ơn quý vị. Xin tái ngộ quý vị vào tuần sau.